đun một nắm lá ổi rồi lấy nước gội đầu, tóc rụng hàng búi, nấm gầu ngứa ngáy cũng khỏi ngay sau vài lần sử dụng. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian có câu cái răng cái tóc là góc con người. Khi da đầu của bạn gặp phải tình trạng nhiễm nấm, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất là khó chịu bởi nó liên quan đến vấn đề thẩm mỹ. Người mắc bệnh nấm da đầu sẽ không khó chữa nếu như bạn kiên trì thực hiện các liệu pháp tại nhà bằng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Để sở hữu một mái tóc chắc khỏe và một da đầu khỏe mạnh thì ban biên tập chương trình sẽ hướng dẫn cho bạn cách trị nấm da đầu bằng phương pháp dân gian vô cùng tiện lợi và mang lại hiệu quả cao bằng lá ổi. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đun nước lá ổi lấy nước gội đầu, tóc rụng hàng búi, nấm gầu ngứa ngáy cũng khỏi ngay sau vài lần sử dụng. Tác dụng trị nấm da đầu bằng lá ổi. Lá ổi có tên thực vật là Fusarium guaysava, thường được sử dụng để cải thiện hầu hết các vấn đề về tóc bao gồm nấm da đầu, viêm da đầu, nhiễm trùng da đầu và rụng tóc. Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, lá ổi cũng có thể hỗ trợ chăm sóc da và cải thiện các vấn đề về răng miệng hiệu quả. Theo đông y, lá ổi có vị đắng, có chứa nhiều thành phần cho tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ da đầu như kích thích mọc tóc. Và cụ thể, y học đã tìm ra các thành phần trong lá ổi giúp điều trị hiệu quả các bệnh lý về da, đặc biệt là nấm da đầu như sau. Tính chống viêm. Lá ổi có đặc tính kháng viêm, có thể làm giảm viêm da đầu do nấm và ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc hiệu quả. Tính chống nấm. Lá ổi có đặc tính chống vi sinh vật, chống nấm và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nhiễm trùng hoặc nhiễm nấm da đầu hiệu quả. Áp dụng lá ổi lên tóc là có thể hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến nấm, chẳng hạn như ngứa và gầu. Đặc tính chống oxy hóa. Lá ổi có đặc tính chống oxy hóa, do đó áp dụng lá ổi lên tóc là một loại dầu ủ tóc có thể ngăn ngừa oxy hóa và hạn chế tác động của nấm lên tóc. Ngoài ra, chất chống oxy hóa cũng có thể loại bỏ các gốc tự do, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm và làm chậm quá trình bạc tóc. Ngăn ngừa tóc bạc sớm. Lá ổi có chứa flavonoid, quercetin và glycosidy. Hoạt chất này có thể kích thích sự hình thành của hắc tố, sản xuất ra melanin và giúp tóc có màu đen tự nhiên. Tannin là thành phần có chứa trong lá ổi non, có tác dụng của thành phần này giúp kháng khuẩn rất tốt. Acid malinic có alpha limonin, các thành phần có trong lá ổi truyền kháng khuẩn, chống viêm. Tinh dầu. Thành phần quan trọng có trong lá ổi đó chính là tinh dầu, giúp tăng cường dưỡng chất cho da đầu. Chính nhờ những thành phần kể trên mà lá ổi được coi là một loại thần dược giúp điều trị nấm da đầu hiệu quả. Không những vậy, lá ổi còn cực kỳ lành tính, không gây hại cho làn da và cơ thể con người. Do đó, ngày càng có nhiều người yêu thích và sử dụng lá này để điều trị bệnh. Lá ổi rất rẻ và có quanh năm. Do đó, biện pháp điều trị nấm da đầu bằng lá ổi thường đơn giản và tiết kiệm chi phí. Người bệnh có thể sử dụng lá ổi tươi, dầu chiết xuất từ lá ổi hoặc bột lá. Ngoài việc trị nấm da đầu, sử dụng lá ổi thường xuyên còn có thể hỗ trợ điều trị gầu, viêm da đầu, nhiễm trùng da đầu và rụng tóc hiệu quả. 5 cách trị nấm da đầu bằng lá ổi cần biết. Có nhiều cách điều trị nấm đầu bằng lá ổi mang lại đến hiệu quả cao. Tuy nhiên, người bệnh có thể tham khảo 5 cách phổ biến như sau. 1. Trị nấm da đầu bằng nước lá ổi. Nước lá ổi có thể hỗ trợ dưỡng tóc, trị nấm da đầu và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Khi được xịt lên tóc, nước lá ổi có thể trị nấm da đầu và hỗ trợ tự thúc đẩy phát triển của tóc bằng cách tăng cường lưu lượng máu lên da đầu và nuôi dưỡng da đầu. Vitamin C trong lá ổi còn có thể hỗ trợ chống nấm, tăng cường hoạt động của collagen và tăng cường sự phát triển của tóc. Để làm dưỡng chất lá ổi hỗ trợ trị nấm da đầu, người bệnh thực hiện như sau. Dùng 4 đến 5 lá ổi to cho vào nồi cùng một cốc nước, đun sôi nhỏ lửa trong 5 phút cho đến khi nước chuyển màu. Tắt bếp để nước lá ổi nguội hoàn toàn, lọc lấy phần nước lá và bỏ lá. Cho nước lá ổi vào bình xịt, thêm vài giọt tinh hầu hương thảo và lắc đều. Sử dụng hỗn hợp này xịt lên tóc kết hợp massage nhẹ nhàng da đầu để loại bỏ nấm, vẩy da và gầu. Để hỗn hợp trên tóc khoảng 10 đến 15 phút, sau đó gội đầu với nước mát. 2. Mặt nạ ủ tóc bằng lá ổi. Bột lá ổi khô rất giàu khoáng chất, vitamin, flavonoid giúp cải thiện sức khỏe của tóc và da đầu hiệu quả. Bột lá ổi cũng có đặc tính làm sạch sâu, làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và hỗ trợ loại bỏ nấm trên tóc. Mặt nạ ủ tóc chính là cách chống nấm da đầu bằng lá ổi mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, mặt nạ lá ổi có thể hỗ trợ điều trị gầu, nấm tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Cách trị nấm da đầu bằng mặt nạ ủ lá ổi được thực hiện như sau. Sử dụng một muỗng canh bột lá ổi để kết hợp với một muỗng canh bột lá nem vào một bát lớn, trộn đều. Sau đó, thêm sữa tươi không đường, khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp đặc sệt. Thoa hỗn hợp lên tóc, kết hợp với massage nhẹ nhàng da đầu và tóc. Để hỗn hợp trên da khoảng 10 đến 15 phút trước khi gội lại với nước sạch. Nếu không có bột lá ổi, người bệnh có thể xoay nhuyễn lá ổi tươi để làm mặt nạ dưỡng tóc. Sử dụng cách trị nấm da đầu bằng lá ổi này thường xuyên có thể cải thiện các triệu chứng hiệu quả. Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp mỗi lần một tuần có thể hỗ trợ cải thiện hoặc ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. 3. Trị nấm da đầu với dầu lá ổi. Lá ổi có thể chiết xuất tinh dầu. Tinh dầu lá ổi cho tóc được chiết xuất từ quá trình chưng cất hơi nước của lá ổi. Sử dụng tinh dầu lá ổi lên tóc có thể hỗ trợ điều trị nhiễm trùng da, nấm da đầu, viêm, gầu, ngứa da đầu và các triệu chứng có liên quan khác. Tinh dầu lá ổi cũng là một chất chống oxy hóa cao, có thể loại bỏ các gốc tự do, hỗ trợ làm cho da đầu và tóc khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc điều trị nấm da đầu thì tinh dầu lá ổi còn có thể tăng cường sức khỏe của tóc, giúp tóc trở nên sáng bóng, đen và ngăn ngừa rụng tóc một cách hiệu quả. Người bệnh có thể kết hợp vài giọt tinh dầu lá ổi và dầu dừa nguyên chất để hỗ trợ điều trị nấm da đầu. Cách thực hiện như sau. Kết hợp vài giọt tinh dầu lá ổi với một cốc dầu dừa nguyên chất, trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên da đầu, kết hợp massage nhẹ nhàng. Để hỗn hợp lên tóc khoảng 15 đến 20 phút, sau đó gội sạch với nước mát. Người bệnh cũng có thể thêm vài giọt tinh dầu ổi vào dầu gội, dùng dầu gội để tăng hiệu quả điều trị bệnh. Tinh dầu ổi cũng có thể ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ sự phát triển của tóc và ngăn ngừa sớm da đầu hiệu quả. Thực hiện biện pháp này đều đặn 2 lần đến 3 lần trên một tuần, hiệu quả đạt được rất tốt. 4. Trà lá ổi điều trị nấm da đầu. Uống trà lá ổi cũng có thể hỗ trợ nấm da đầu từ bên trong. Cụ thể, trà lá ổi có thể ngăn ngừa chứng thiếu máu và hỗ trợ tăng cường lưu thông máu. Điều này có thể hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng rụng tóc và chống nhiễm trùng do nấm đầu gây ra. Ngoài ra, trà lá ổi cũng giàu chất chống oxy hóa và hỗ trợ trị nấm da đầu hiệu quả cao. Sử dụng trà lá ổi thường xuyên có thể hỗ trợ nuôi dưỡng và các nang tóc từ bên trong, ngăn ngừa nấm và chống rụng tóc hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C có trong trà lá ổi có thể hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ xây dựng protein cho tóc và hỗ trợ chống nấm hiệu quả. Để pha trà lá ổi, người bệnh có thể đun sôi một cốc nước với lửa nhỏ cho đến khi nước bắt đầu nổi bọt khí. Khi nước nổi bọt khí, người bệnh cho một nắm lá ổi tươi đã xé vỏ vào, đun sôi trong vòng 1 đến 2 phút, sau đó tắt bếp. Để trà lá ổi đến khi đặt nhiệt độ ấm, lắng đọng các tạp chất thì dùng để uống. 5. Tinh chất trị nấm da đầu từ lá ổi. Tinh chất lá ổi hay serum lá ổi là một cách trị nấm da đầu hiệu quả. Người bệnh có thể tự làm serum lá ổi theo những cách như sau. Pha trà lá ổi bằng cách đun sôi lá ổi với một cốc nước trong vòng 1 đến 2 phút. Để trà lá ổi nguội hẳn, lọc bỏ lá, cho vào một bát lớn. Sau đó có thể thêm một muỗng canh gieo lô hộ và 3 viên vitamin E trộn đều. Bảo quản tinh chất lá ổi ở trong ngăn mát tủ lạnh. Để sử dụng, người bệnh xịt ra một ít serum thoa lên da đầu và massage da đầu nhẹ nhàng trong vòng vài giây. Sau đó gội sạch khi da đầu khô. Lợi ích khác cho da đầu của lá ổi. Áp dụng các cách trị nấm bằng lá ổi, áp dụng lá ổi lên da đầu có thể mang lại một số lợi ích khác, chẳng hạn như trị gầu, lá ổi có thể hỗ trợ trị gầu hiệu quả cao. Cụ thể, lá ổi làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn lên tóc. Điều này có thể ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn các nang tóc và lỗ chân lông, ngăn ngừa gầu, viêm lỗ chân lông ra đầu hiệu quả. Ngăn tóc bạc sớm. Hàm lượng vitamin B có trong lá ổi có thể hỗ trợ sản xuất melanin. Melanin là sắc tố tự nhiên của tóc, mang lại màu sắc tự nhiên và giúp ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm một cách hiệu quả. Ngăn ngừa tóc chẻ ngọn. Chất flavonoid có trong lá ổi có tác dụng ngăn ngừa và phục hồi các sợi tóc chẻ ngọn hiệu quả cao. Trị hói đầu. Các chất chống oxy hóa có trong lá ổi có thể kích thích các nang tóc, kích thích tóc phát triển và ngăn ngừa hói đầu. Bên cạnh đó, áp dụng lá ổi lên da đầu cũng có thể cung cấp các dưỡng chất cần thiết để sản xuất ra protein cho tóc và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Ngăn ngừa tổn thương tế bào. Lá ổi rất giàu chất chống oxy hóa lycopene. Hợp chất này có thể bảo vệ tóc khỏi tia UV có hại và ngăn ngừa những tổn thương các tế bào trên da đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nấm da đầu là một bệnh lý phổ biến và không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu như các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, người bệnh cũng cần đến bệnh viện để được hướng dẫn và có biện pháp điều trị phòng ngừa phù hợp. Hy vọng rằng với bài thuốc trị nấm da đầu bằng lá ổi sẽ giúp cho quý vị phần nào trị nấm da đầu. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên chia sẻ đến mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.